Tóm nghe cứ tưởng nhà anh vẫn nuôi toàn bộ trưởng. Toàn bộ trưởng. Tại nhà này hóa ra là do toàn bộ trưởng với thứ trưởng. Cái hôm cũng 10 giờ tối anh khiếp quá, anh mới cho con kia nó không ăn nữa sang ngày thứ hai. Bắt đầu từ thứ ngày ra, tự nhiên nhìn cong 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 người nhìn con này. Tưởng là đi rồi đấy à? Tưởng là một tươi luôn quả cá đấy nhờ. Không, sau nó ra nó con này nhanh, bùm 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 lao, bùm bùm chạy nhanh lắm. Thì ta xử lý à đây, xử lý con này là chết. Thế điển. Đánh nằm đứng lừ, con tập thể này nằm đứng lừ ra. Chưa rồi. Chưa. Con đấy nó để đâu, cứ hồi được không anh? Ừ, hồi rồi. Anh cứ bây giờ nhá, anh cứ xung công nó hồi. Nằm im ở đây rồi, đánh tay ra là nằm im đây rồi. Đúng anh lôi ra đây rồi. Thế sao trong với còn con mà? Còn hai con. Ờ. Cái con tỉ bà beo thì con này lại không đánh. Ờ. Đánh hai con tỉ bà kia. Okay. Thế chuyển con to ở dưới em, anh thích chuyển con to móc chân em con. Không. Lại này bây giờ bắt đầu tiêu thức ăn rồi. Nên khi chỉ cần con tỉ bà beo với hạng con vi phục là ổn rồi.